Kinh 493, Khô Thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ sáng sớm, Tôn giả đắp y mang bát ra khỏi núi, vào thành Dương Xá khất thực. Thấy bên lề đường một cây đại thọ khô, liền đến bên cây này trải tọa cụ ngồi ngay thẳng và nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo tu tập thiền tư, đạt được thần thông, tâm được tự tại. Muốn biến cây khô này thành đất, nó sẽ thành đất liền. Vì sao? Vì trong cây khô này có địa giới. Cho nên tỳ kheo có sức thần thông, tâm muốn tạo ra đất, tức thì thành đất không khác. Nếu có tỳ kheo nào đạt được sức thần thông, tự tại như ý, mà muốn khiến cây này thành nước, lửa, gió, vàng, bạc, vân vân, tất cả đều thành tựu không khác. Vì sao? Vì cây khô này có thủy giới, cho nên tỳ kheo thiền tư được sức thần thông, tự tại như ý. Nếu muốn khiến cây khô này thành vàng, tức thì thành vàng không khác. Và những vật khác cũng đều thành tựu như vậy. Vì sao? Vì cây khô này có các giới, cho nên tỳ kheo thiền tư được sức thần thông, tự tại như ý, nên muốn làm thành các vật khác thì cũng đều thành tựu không khác. Tỳ kheo nên biết, khi tỳ kheo thiền tư, cảnh giới thần thông không thể nghĩ bàn. Cho nên tỳ kheo phải tinh cần thiền tư, học các thần thông. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 494, Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo. Người phạm giới, vì phá giới nên sở y súc giảm, tâm không an trú với sự an lạc. Vì tâm không an trú với sự an lạc nên mất hoan hỷ, tỉnh chỉ, an lạc, tam muội tịch tỉnh, mất tri kiến như thật, sự yếm ly, ly dục, giải thoát, vĩnh viễn không thể đạt được vô dư niết bàn. Giống như cây bị mục thì tất cả cành, lá, hoa, trái đều không thể thành tựu. Tỳ kheo phạm giới lại cũng như vậy, công đức súc giảm, tâm không an trú với sự an lạc. Vì tâm không an trú với sự an lạc nên mất hoan hỷ, tỉnh chỉ, an lạc, tam muội tịch tỉnh, mất tri kiến như thật, sự yếm ly, ly dục, giải thoát. Do thối thất giải thoát nên vĩnh viễn không thể đạt được vô dư niết bàn. Tỳ kheo trì giới, căn bản đầy đủ, sở y đầy đủ, tâm được tinh vui. Vì được tinh vui nên tâm được hoan hỷ, tỉnh chỉ, an lạc, đạt đến tam muội tịch tỉnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. Do được giải thoát, nhanh chóng đạt đến vô dư niết bàn. Ví như gốc cây không bị mục, thời cành, lá, hoa, trái đều được thành tựu. Tỳ kheo trì giới lại cũng như vậy, căn bản đầy đủ, sở y đầy đủ, tâm được tinh vui. Vì được tinh vui nên tâm được hoan hỷ, tỉnh chỉ, an lạc, đạt đến tam muội tịch tỉnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. Do được giải thoát, nhanh chóng đạt đến vô dư niết bàn. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì đã nói xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh 495, Tránh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo. Nếu các tỳ kheo khởi lên tranh cãi với nhau,
có tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo cử tội. Nhưng tỳ kheo này, nếu không bằng vào tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát, nên biết tỳ kheo này ngang ngạnh lâu dài, tranh cãi kiện tụng càng tăng, chống đối nhau nuôi hận càng ngày càng sâu. Đối với những tội lỗi đã khởi lên, không thể dùng chánh pháp luật ngăn chặn cho dừng lại được. Nếu tỳ kheo đã khởi lên việc tranh tụng, nhưng tỳ kheo phạm tội hay tỳ kheo cử tội, bằng vào tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát, chịu khiển trách, nên biết tỳ kheo này không ngang ngạnh lâu dài, không chống đối nhau, hận thù không còn tăng trưởng. Đối với tội đã khởi, có thể dùng chánh pháp luật để ngăn chặn cho dừng lại. Thế nào là tỳ kheo bằng tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát? Tỳ kheo nên tư duy như vậy: ta thực sự không phải, không tốt, không nên tạo tội để cho người khác bắt gặp mình. Nếu ta không tạo tội này thì người kia sẽ không bắt gặp. Vì người kia bắt gặp ta phạm tội, khiến họ không vui vẻ và hiềm trách nên cử tội. Còn những tỳ kheo khác nếu nghe cũng sẽ hiềm trách. Cho nên việc tranh tụng xảy ra lâu dài, tính ngang ngạnh càng tăng và tranh cãi với nhau. Đối với những tội đã khởi, không thể dùng pháp luật chánh ngăn chặn cho dừng lại được. Nay ta tự biết như mình đã nộp thuế. Đó gọi là tỳ kheo đối với những tội đã khởi, có thể tự quán sát. Thế nào là tỳ kheo cử tội có thể tự phản tỉnh quán sát? Tỳ kheo cử tội nên nghĩ như vậy: trưởng lão tỳ kheo này phạm tội không tốt, khiến ta bắt gặp. Nếu vị ấy không phạm tội không tốt đó, thì ta đâu có bắt gặp. Vì ta đã bắt gặp tội của người này, khiến không vui nên phải nói ra. Còn những tỳ kheo khác, nếu bắt gặp thì cũng sẽ không vui và cũng sẽ nêu tội. Sự tranh tụng cứ như vậy kéo dài tăng trưởng không dừng, không thể dùng pháp luật chánh để ngăn chặn những tội đã làm, khiến cho dừng lại. Từ ngày hôm nay, ta tự mình từ bỏ nó, như mình nộp thuế. Như vậy, tỳ kheo cử tội nên khéo y cứ vào tư duy đúng để nội tỉnh quán sát. Cho nên, này các tỳ kheo, người có tội và người cử tội phải y cứ vào tư duy đúng, tự quán sát, đừng để cho sự ngang ngạnh tăng trưởng thêm lên. Này các tỳ kheo, không nên tranh tụng nữa. Nếu việc tranh tụng có khởi lên thì có thể dùng pháp luật chánh ngăn chặn, khiến nó dừng lại. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe rồi hoan hỷ phụng hành. Kinh 496. Cử tội. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo cử tội muốn cử tội người khác, khiến cho tâm an trụ, cần có bao nhiêu pháp để có thể cử tội người khác? Phật dạy Xá Lợi Phất: nếu tỳ kheo nào khiến tâm an trụ, có đủ 5 pháp có thể cử tội người khác. 5 pháp đó là: thật chứ không phải không thật, đúng thời chứ không phải phi thời, ích lợi chứ chẳng phải không ích lợi, nhu nhuyến chứ không thô bạo, từ tâm chứ không sân hận. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo nào muốn cử tội thì phải đủ 5 pháp này mới được cử tội người khác. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, tỳ kheo bị cử tội phải dùng bao nhiêu pháp để có thể tự an tâm mình? Phật dạy Xá Lợi Phất: tỳ kheo bị cử tội phải nhờ vào 5 pháp khiến cho tâm mình được an. Phải nghĩ rằng: người này do đâu mà biết được? Hãy là sự thật chứ đừng là không thật. Mong cho đúng thời chứ đừng khiến phi thời. Mong cho vì ích lợi chứ đừng khiến không vì ích lợi. Mong nhu nhuyến, đừng khiến thô bạo.
mong là từ tâm đừng khiến sân hận. Này Xá Lợi Phất, người bị cử tội phải đủ năm pháp này thì mới tự an được tâm mình. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy có sự cử tội người khác mà không thật chứ không phải thật, phi thời chứ chẳng phải đúng thời, không vì ích lợi chứ chẳng phải vì ích lợi, thô bạo chứ không nhu nhuyến, sân nhuế chứ không có từ tâm. Bạch Thế Tôn, đối với tỳ kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật đó, phải dùng bao nhiêu pháp vì lợi ích khiến cho hối cải? Phật dạy Xá Lợi Phất: Tỳ kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp vì lợi ích khiến cho hối cải. Nên nói với người ấy rằng: Trưởng lão, hôm nay trưởng lão cử tội không thật chứ chẳng phải thật, trưởng lão nên hối cải, phi thời chứ chẳng phải đúng thời, không vì ích lợi chứ chẳng phải vì ích lợi, thô bạo chứ không nhu nhuyến, sân nhuế chứ không có từ tâm, trưởng lão nên hối cải. Này Xá Lợi Phất, đối với tỳ kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp vì lợi ích này khiến cho hối cải, cũng khiến cho tỳ kheo trong vị lai không cử tội người khác mà không đúng sự thật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo bị cử tội không đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu pháp để cho không bị biến tâm? Phật dạy Xá Lợi Phất: Tỳ kheo bị cử tội không đúng, phải nhờ vào năm pháp để không tự biến tâm. Người này phải nghĩ như vậy: Tỳ kheo kia cử tội không thật chứ chẳng phải thật, phi thời chứ chẳng phải thời, không vì lợi ích chứ chẳng phải vì lợi ích, thô bạo chứ chẳng phải nhu nhuyến, sân hận chứ không phải từ tâm. Ta thực sự không biến tâm. Tỳ kheo bị cử tội không thật đó phải nhờ vào năm pháp này để tự an tâm mình, không tự biến tâm. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có tỳ kheo cử tội đúng sự thật chứ không phải không thật, đúng thời không phải không đúng thời, vì ích lợi chứ không phải không vì ích lợi, nhu nhuyến chứ không phải thô bạo, từ tâm chứ không phải sân hận. Tỳ kheo cử tội đúng đó nên bằng bao nhiêu pháp vì lợi ích để không bị cải biến? Phật bảo Xá Lợi Phất: Tỳ kheo cử tội đúng sự thật nên bằng năm pháp vì lợi ích để khiến cho không bị biến cải. Nên nói như vậy: Trưởng lão, ngài đã cử tội đúng sự thật chứ không phải không thật, đúng thời chứ không phải phi thời, vì ích lợi chứ không phải không vì ích lợi, nhu nhuyến chứ không phải thô bạo, từ tâm chứ không phải sân hận. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo nào cử tội đúng thì phải bằng năm pháp lợi ích này để khiến tỳ kheo đó không bị biến tâm, và cũng để cho tỳ kheo vị lai cử tội người khác đúng mà không bị biến tâm. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo bị cử tội đúng phải bằng bao nhiêu pháp vì lợi ích để không bị biến tâm? Phật dạy Xá Lợi Phất: Tỳ kheo bị cử tội đúng phải bằng năm pháp lợi ích này để không bị biến tâm. Nên nói như vậy: Tỳ kheo này cử tội đúng chứ không phải không đúng, ông chớ biến tâm. Đúng thời chứ không phải phi thời, nghĩa lợi chứ không phải không nghĩa lợi, nhu nhuyến chứ không phải thô bạo, có từ tâm chứ không phải sân hận, ông chớ biến tâm. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo bị cử tội đúng mà lại sân hận. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo bị cử tội đúng mà sân hận, phải dùng bao nhiêu pháp để tự giải tỏa đối với sân hận? Phật dạy Xá Lợi Phất: Tỳ kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, phải dùng năm pháp để tự giải tỏa. Nên nói với người ấy rằng: Trưởng lão, tỳ kheo cử tội ông là đúng sự thật chứ không phải không thật, ông chớ sân hận, cho đến từ tâm chứ không phải sân hận. Này Xá Lợi Phất,
tỳ kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, nên dùng năm pháp này để đối với sân hận được giải tỏa. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con người cử tội đúng, con người không đúng, đối với hai người này con tự an tâm. Nếu kia đúng sự thật thì con phải tự biết, nếu kia không đúng thì con phải tự hóa giải rằng điều đó không đúng, nay ta tự biết là không có cái lỗi này. Bạch Thế Tôn, con phải như vậy, như những gì Thế Tôn đã dạy trong kinh thí dụ xẻ gỗ, dạy các sa môn. Nếu có giặc đến bắt ông dùng cưa, cưa xẻ thân ông, các ông đối với giặc mà khởi lên niệm ác, nói lời ác, tự sinh ra chướng ngại. Cho nên tỳ kheo, nếu bị giặc dùng cưa, cưa xẻ thân các ông đối với giặc chớ khởi lòng ác và nói lời ác, chỉ tự làm chướng ngại mình mà thôi. Đối với những người đó, nên sanh lòng từ bi, không oán hận, chứng nhập thành tựu và trú với từ tâm cùng khắp bốn phương cảnh giới. Cho nên, Bạch Thế Tôn, con phải như vậy, như lời Thế Tôn đã dạy, là đối với cái khổ thân bị cưa xẻ mà còn tự an nhẫn, huống chi những cái khổ nhỏ nhặt hay những lời phỉ báng nhỏ nhặt mà không an nhẫn được. Vì mục đích của sa môn, vì ước muốn của sa môn, muốn đoạn trừ pháp bất thiện, muốn tu tập pháp thiện, thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn trừ, đối với pháp thiện thì nên phương tiện tu tập tinh cần, khéo tự phòng ngừa, buộc niệm tư duy, không để buông lung. Hãy tu học như vậy. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu con cử tội tỳ kheo khác, đúng sự thật chứ không phải không thật, đúng thời chứ không phải không đúng thời, có nghĩa lợi chứ không phải không nghĩa lợi, nhu nhuyến chứ không phải thô bạo, có từ tâm chứ không phải sân hận, nhưng có tỳ kheo bị cử tội kia vẫn ôm lòng thù hận. Phật hỏi Xá Lợi Phất: Tỳ kheo loại nào khi nghe cử tội mà sanh tâm thù hận? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo kia cong vậy, giả dối, lừa gạt, bất tín, không tàm quý, biến nhát, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn ly, không kính giới luật, không trọng sa môn, không siêng năng tu học, không tự tỉnh quán sát, vì kế sống mà xuất gia, không vì cầu niết bàn, những người như vậy nghe con cử tội liền sanh sân nhuế. Phật hỏi Xá Lợi Phất: Những hạng tỳ kheo nào nghe người cử tội mà không sân hận? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tâm không cong dậy, không giả dối, lừa gạt, có chánh tín, biết tàm quý, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, không bỏ hạnh xa lìa, kính sâu giới luật, trọng hạnh sa môn, tôn sùng niết bàn, vì pháp xuất gia, không vì kế sống. Những tỳ kheo như vậy, nghe con cử tội thì hoan hỷ nhận lãnh như uống cam lộ. Như người nữ dòng Sát Lỵ hay Bà La Môn, tắm gội sạch sẽ, được hoa đẹp đẽ, yêu thích, đội lên đầu, cài lên đầu. Cũng vậy, tỳ kheo không cong dậy, không giả dối, lừa gạt, chánh tín, có tàm quý, tinh cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh xa lìa, kính sâu giới luật, trọng hạnh sa môn, siêng tu tập, tự tỉnh, vì pháp xuất gia, chí cầu niết bàn. Tỳ kheo như vậy, khi nghe con cử tội, vui vẻ nhận lãnh như uống cam lộ. Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu tỳ kheo này cong dậy, giả dối, lừa gạt, bất tín, không hổ thẹn, biến nhát, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh xa lìa, không kính giới luật, không trọng hạnh sa môn, không cầu niết bàn, vì kế sống xuất gia. Đối với tỳ kheo như vậy, không nên dạy dỗ và nói chuyện. Vì sao? Vì những tỳ kheo này phá phạm hạnh.
tỳ kheo không cong dậy, không giả dối, không lừa gạt, có tính, có tàm quý, tinh cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu giới luật, trọng hạnh sa môn, chí sùng niết bàn, vị pháp xuất gia. Những tỳ kheo như vậy phải nên dạy dỗ. Vì sao? Vì những tỳ kheo này thường tu phạm hạnh, có thể tự đứng vững. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 497, Na La Kiền Đà. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trụ tại Na La Kiền Đà, trong vườn Am La của người buông vải. Bây giờ Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật. Sau khi đảnh lễ sát chân Phật, Tôn giả ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tin sâu xa Thế Tôn rằng trí tuệ của các sa môn, bà la môn, dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại, thảy đều không bằng sự giác ngộ của Thế Tôn, huống lại là hơn. Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay Xá Lợi Phất, lành thay những lời nói hy hiểu đệ nhất này, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử, tự nói tin sâu xa Thế Tôn rằng trí tuệ của các sa môn, bà la môn, dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại, thảy đều không bằng sự giác ngộ của Thế Tôn, huống lại là hơn. Phật hỏi Xá Lợi Phất: Ngươi có thể biết rõ về tăng thượng giới của Phật quá khứ chăng? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không biết. Đức Phật lại hỏi Xá Lợi Phất: Ngươi có biết pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy của Phật quá khứ chăng? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không biết. Phật lại bảo Xá Lợi Phất: Ngươi có biết rõ tăng thượng giới của Phật vị lai cùng pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy chăng? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không biết. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Ngươi có biết rõ giới tăng thượng của Phật hiện tại cùng pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy chăng? Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không biết. Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu ngươi không biết trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, sở hữu các pháp đó, tại sao ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử, tán thán như vậy? Con tin sâu xa Thế Tôn rằng, trí tuệ có được của các sa môn, bà la môn, dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại, thảy đều không bằng trí tuệ Thế Tôn, huống lại là hơn. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không biết giới hạn trong tâm của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng con có thể biết giới hạn về pháp của chư Phật Thế Tôn. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, càng lúc càng sâu xa, càng lúc càng thù thắng, càng lúc càng tăng thượng, càng lúc càng vi diệu. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, khi biết một pháp tức thì đoạn một pháp, biết một pháp liền chứng một pháp, biết một pháp tức thì tu tập một pháp, cứu cánh đối với pháp. Cho nên đối với đại sư con có tính thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Thế Tôn là bậc đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, như quốc vương có thành trì ở biên giới, dòng thành vây quanh vuông vức, bốn mặt kiên cố, chắc chắn, chỉ có một cửa, không có cửa thứ hai. Vua sai người đứng giữa cửa, nhân dân ra vào đều từ cửa này. Việc đi ra hoặc đi vào, tuy người giữ cửa này không biết số người nhiều hay ít, nhưng biết nhân dân chỉ đi từ cửa này, không đi chỗ khác. Cũng vậy, con biết chư Phật, Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, quá khứ đã đoạn tận năm triền cái, là những thứ não loạn tâm,
khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn. Đã an trú bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác phần, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Chư Phật Thế Tôn đời vị lai cũng đã đoạn tận năm triền cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn. Đã an trú bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác phần, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Nay chư Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, đẳng chánh giác hiện tại cũng đã đoạn tận năm triền cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn. Đã an trú bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác phần, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Phật bảo Xá Lợi Phất: Đúng vậy, đúng vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, thảy đều đã đoạn tận năm triền cái, là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn. Đã an trú bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác phần, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 498, Thạch Trụ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quật. Khi ấy có tỳ kheo Nguyệt Tử, là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa, đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất thăm hỏi xong, đứng qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tỳ kheo Nguyệt Tử: Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa có thường thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe không? Nguyệt Tử thưa: Thưa, có thuyết pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tỳ kheo Nguyệt Tử: Đề Bà Đạt Đa thuyết pháp thế nào? Tỳ kheo Nguyệt Tử thưa Tôn giả Xá Lợi Phất: Đề Bà Đạt Đa thuyết pháp như vậy: tỳ kheo với tâm pháp mà tu tâm, tỳ kheo này có thể tự xác nhận rằng ta đã ly dục, giải thoát khỏi năm dục công đức. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tỳ kheo Nguyệt Tử: Đề Bà Đạt Đa của ông sao không thuyết pháp như vậy? Tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, lìa tâm dục, lìa tâm sân nhuế, lìa tâm ngu si, được pháp không tham, được pháp không sân và không si, không trở lại pháp dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tỳ kheo ấy có thể tự xác nhận: sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Tỳ kheo Nguyệt Tử thưa: Vị ấy không thể như vậy, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất nói với tỳ kheo Nguyệt Tử: Nếu có tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si, tỳ kheo này có thể tự xác nhận: sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ví như gần thôn ấp có núi đá lớn, không thể cắt đứt được, không thể phá nát và xuyên thủng được, nó dày đặc và kín mít. Giả sử có gió từ phương đông thổi tới, không thể làm cho nó lay động, cũng không thể vượt qua nó để đến phương tây. Cũng vậy, gió từ phương nam, tây, bắc và bốn góc thổi đến, cũng không thể làm cho nó lay động và vượt qua khỏi nó. Cũng vậy, tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si, tỳ kheo này có thể tự xác nhận: sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Ví như cọc trụ nhân đà bằng sắt được cắm sâu vào trong đất, đắp đất lên chặt kín, gió bốn phía có thổi đến cũng không thể lay động được.
Cũng vậy, tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si. Tỳ kheo này có thể tự xác nhận, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Ví như trụ đá dài 16 khuỷu tay, cắm vào lòng đất 8 khuỷu tay, gió bốn phương thổi đến cũng không thể lay động được. Cũng vậy, tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si. Tỳ kheo này có thể tự xác nhận, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì không đốt nữa. Cũng vậy, tỳ kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si. Tỳ kheo này có thể tự xác nhận, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe rồi hoan hỷ phụng hành. Kinh 499, Tịnh khẩu. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang ở đó. Sáng sớm, Tôn giả Xá Lợi Phất đắp y mang bát vào thành Dương Xá khất thực. Khất thực xong, Tôn giả ngồi dưới bóng cây thọ trai. Trong lúc ấy, con nữ ngoại đạo xuất gia Tịnh khẩu từ trong thành Dương Xá đi ra có chút việc. Gặp Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi ăn dưới bóng cây, bà tiến đến hỏi: Sa môn đang ăn phải không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Vâng, đang ăn. Lại hỏi: Sao Sa môn cúi mặt xuống mà ăn chăng? Đáp: Thưa tỷ muội, không. Lại hỏi: Ngửa mặt lên mà ăn chăng? Đáp: Thưa tỷ muội, không. Lại hỏi: Xoay mặt bốn phương mà ăn chăng? Đáp: Thưa tỷ muội, không. Lại hỏi: Xoay mặt bốn góc mà ăn chăng? Đáp: Thưa tỷ muội, không. Lại hỏi: Tôi hỏi Sa môn đang ăn phải không? Sa môn đáp là đang ăn. Tôi hỏi ngửa mặt lên mà ăn chăng? Sa môn đáp là không. Hỏi cúi mặt xuống mà ăn chăng? Sa môn đáp không. Hỏi xoay mặt bốn phương mà ăn chăng? Sa môn đáp là không. Hỏi xoay mặt bốn góc mà ăn chăng? Sa môn đều trả lời không. Những gì Sa môn nói như vậy là có ý nghĩa gì? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Này tỷ muội, những Sa môn, Bà La Môn có kiến thức về sự vật, có kiến thức về hoành pháp, kiếm ăn một cách tà mạn. Những Sa môn, Bà La Môn này cúi mặt mà ăn. Nếu Sa môn, Bà La Môn nào ngước mặt nhìn xem hiện tượng trăng sao, kiếm ăn một cách tà mạn như vậy, thì Sa môn, Bà La Môn này là ngửa mặt mà ăn. Nếu Sa môn, Bà La Môn nào làm sứ giả cho người khác, kiếm ăn một cách tà mạn, những Sa môn, Bà La Môn như vậy là xoay mặt bốn phương mà ăn. Nếu Sa môn, Bà La Môn nào làm thầy thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạn, những Sa môn, Bà La Môn như vậy là xoay mặt bốn góc mà ăn. Này tỷ muội, tôi không thuộc vào cách kiếm ăn theo bốn thứ tà mạn này, mà tôi chỉ theo đúng pháp kiếm ăn để tự nuôi sống. Cho nên tôi nói là không phải là bốn cách ăn tà mạn đó. Khi xuất gia ngoại đạo tên là Tịnh khẩu nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ từ giả. Rồi bà đi đến chỗ ngã tư đường trong thành Dương Xá, khen ngợi rằng: Sa môn Thích Tử nuôi sống chân chính, tự nuôi sống rất chân chính. Nếu người nào muốn bố thí cúng dường, nên cúng dường cho Sa môn Thích Tử. Nếu muốn tạo phước,
nên đến Sa Môn Thích Tử tạo phước. Lúc ấy, các Sa Môn ngoại đạo nghe xuất gia nữ ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu khen ngợi Sa Môn họ Thích, bèn khởi tâm tật đố hại bà ấy. Nữ ngoại đạo ấy bị họ hại chết, được sanh lên cõi trời Đâu Xuất nhờ sanh lòng tin đối với tôn giả Xá Lợi Phất.